Hello, chào cô chú anh chị các bạn gần xa đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube Mỹ Mô Tô Home nha. Thì hiện tại em cũng có mặt cửa hàng mô tô của anh Phong, siêu thị mô tô xe máy Dĩ An Bình Dương nha anh chị. Địa chỉ chi tiết số 5 Lý Thường Kiệt, khu phố Thắng Lợi, Dĩ An Bình Dương nha anh chị nha. Và số điện thoại thì chi tiết em có để trên màn hình ha. Quý anh chị mình ở xa đi mua không được thì quý anh chị có liên hệ số điện thoại để được tư vấn, có vận chuyển ship xe cho quý anh chị luôn ở xa luôn nha. Hôm nay thì cũng có về 3 chiếc. Ở đây có chiếc Honda CB90 nè quý anh chị. Ở đây thì Bentley 302 nè và Ninja. Ninja nè, Ninja mấy bảo? Giùm 400 anh. Ninja 300. Ninja 300. Ok nha. Thì đầu tiên cho anh xem chiếc Bentley 302 này trước đi bảo ơi. Chiếc là biển là 66 anh. Con này mới về nha. Còn mình mới trung chuyển về chưa có lắp đủ đồ đây. Còn ít đồ lắp vô mới về thôi. Con này là cái bô nó là mình độ đúng không bảo? Là độ cặp nguyên một cặp bô AK Bit. Y như phân khúc cái mẫu Ducati luôn anh chị ơi. 302 này là bản S nha anh. Bản S ha. Đấy. Bản đủ luôn. Rồi nổ máy thưa bảo. Con này đời mấy bảo? Con này đời 27 28 gì đó. Ừ. Con này là 79 triệu anh. 79 triệu? Dạ, 79 triệu. Đó. Xe mới vừa về luôn anh chị, chưa rửa ha. Nên xe còn rất là dơ ha, chưa có lắp đủ đồ vô á. Trong cái xe nó hơi hơi xấu nha. Nhưng mà cái xe về phần máy móc rất là cứng nha quý anh chị nha. Rồi, tiếp theo nha quý anh chị là mẫu Ninja 3 nha. Từ từ quý anh chị, vô trong thì cũng còn những dòng mô tô phân khúc lớn còn rất nhiều ha. Hôm nay sẽ cập nhật giá quý anh chị mình tiếp nha. Đây, con này là đời mấy bảo ơi? Con này đời 27 anh. Có lên bô nè. ABS luôn nha. ABS luôn. Nổ máy thôi bảo ơi. Vừa cập bến luôn quý anh chị nha. Rồi, hết bình luôn rồi. Này chắc phải để sạc bình để thử cho anh em thử sau đi. Hết bình này. Rồi ok. Biển là 59. Giá là nhiêu bảo? Giá con này là 79 triệu luôn anh. Đấy. 79 triệu. Dạ 79 triệu. Bằng giá con bên kia đó. Đó. Hai chiếc của anh chị mình lựa chọn nha. Ninja 4 và Bentley 302 đồng giá luôn. Ok nha. Rồi tiếp theo thì mẫu Honda CB190 nè. Con này đời mấy bảo? Con này như đời 28 anh. 28. Nó bị 67 An Giang. 23 tờ vậy. Đấy. Đồ đi được 3.000 nè. Rồi nổ máy thử đi. Máy còn thì thầm luôn anh chị ơi. Mẫu hãng Honda thì xe máy móc rất là bền nha anh chị. Chắc liêm. Rồi giá là bao nhiêu bảo? Con này là 54.900. 54.900. Dạ, xe rất là đẹp. Về phần máy móc cửa hàng còn bảo hành nha anh chị nha. Có hỗ trợ trả góp luôn. Rồi vô đây báo, vô đây cập nhật cái lô phân khúc lớn nè. Đây thì cửa hàng hôm nay còn rất là nhiều phân khúc lớn nha anh chị. Dễ 800 rất là nhiều. Đây, con này vừa mới về em. Dạ đúng rồi, mới về hôm qua. Rồi. Và cập nhật giá luôn em. Dạ, con này 87 triệu anh, đời 26. Con này dít 3 dạ. Ha. Đúng rồi. Dít 300 phân khối nha anh chị. Dạ. Xe còn rất là đẹp nha. Cái này hầu như lớp trước mình có la quay anh chị mình coi nha. Đúng rồi. Hôm nay lướt lại luôn. Rồi ở đây thì mình cập nhật cái lô Z này đi em.
của hãng Kawasaki nè. Đầu tiên là chiếc này đi. Với 800 màu đỏ đây. Con này đời 2016, giá là 177 triệu. Giảm anh em 5 triệu nha, còn 172 nha. Con này biển số 71. Rồi, nổ máy thử em. Buổi trưa là không dám nẹt luôn đó. Giá thì như bảo giá là mà đây giá 177 đang giảm 5, còn 172 thôi, giảm 5 triệu. Dạ rồi, tiếp theo mẫu này luôn đi bảo. Con với 8 màu cam, con này đời 2015 thôi. Biển số 62, giá là 163 triệu nha. Odo đi 16.000 cây. Mà xe có lên bô SC không anh gì? Ngủ rất là đã tay, cũng có chống đổ, có trợ sáng cặp luôn cả cặp. Rồi bên đây luôn bảo. Con màu xanh đen. Con này đời giá 8 luôn hả bảo? Dạ, giá 8 hết anh. Con này là đời 2016, giá là 180 triệu, giảm 5 triệu còn 175 triệu nha anh em. Con này là biển số Sài Gòn luôn, 59A3. Đấy, thì xe rất là đông, rất là chật quý anh chị, em sẽ lướt sơ trên đây không kỹ với mấy quý anh chị xem thông cảm ha. Và anh chị có nhu cầu mô tô nào thì hãy bình luận mạnh bên dưới cho em ha. Hoặc mình alo số điện thoại em có để trên màn hình nha anh chị. Rồi, tiếp theo đồng bảo. Tiếp là con màu xanh đen tiếp đây. Cũng là đời 2016 luôn, giá là 177, giảm cho anh em 5, còn 172 triệu. Con này biển số 60A1 nha anh em. Odo đi được 18.000 cây. Ok nha. Rồi, kết thúc mẫu Z8 là tới 1.000. Đó, Z1000 nha anh chị. 1.000. Con này màu xanh nhám đây. Đời 2015, giá là 245 triệu. Giá này vẫn còn giảm cho anh em nha. Odo đi được còn giảm nữa em. Dạ còn giảm anh, giảm cho anh em vài triệu, anh em cứ tới xem em giảm cho. Odo đi được 12.000 cây, biển số 61 luôn, Bình Dương. 800. Z1000 chứ. Z1000. Màu rất là đẹp nha. Màu rất là đẹp. Rồi bên đây luôn bảo ơi, con này. Bên đây tới con xám xi măng đây. Xám xi măng màu xanh. Đời 2015, con này là 229 triệu. Con này đang giảm sâu cho anh em 10 triệu luôn nha. Còn 219 triệu thôi. Odo đi được 23.000 cây, biển số 92. Giảm 10 triệu em này. Dạ, giảm 10 triệu con này. Con này còn rất là mới luôn anh chị nha. Gắn đồ chơi đầy đủ luôn nè. Cái màu xanh xám là màu zin của Kawasaki luôn anh. Màu zin luôn. Có lên bộ ốc titan luôn nha anh chị. Đó. Mẫu xe rất là đẹp. Rồi vô đó ló luôn bảo, vô đó thì anh thấy là như là còn con này 149 triệu. 149 triệu hả? 159 đang giảm 10 luôn, giống như con này giảm 10 vậy hả? Còn 149 triệu thôi. Ok, vậy là anh tưởng đâu con này là thường thường là có khách gửi lấy đó. Rồi lấy rồi hả? Dạ lấy rồi. Rồi con này có 149 rồi anh chị. Z1000 em. Dạ Z1000 luôn anh. Đèn chợ sáng hai bên luôn anh chị ơi. Dạ con này đời 2015, biển số 73. Odo đi được 56.000 cây. 56.000 cây à? Dạ. Đấy, có 149 triệu nha quý anh chị. 149 triệu thôi, có Z1000. Đó, thì vô trong cho anh chị xem mẫu cũng còn như là Kawasaki, hình như là Z3 sao á? Ninja anh. Z8 với Ninja 3. Z này Z8 em? Dạ, Z8. Đây, Z8 còn 2 chiếc nữa quý anh chị nha. Ninja 3, Ninja 4. Hai con Z8 đầu tiên là 180 triệu, đời 2016 nha anh em. Biển số 59A3 luôn nè. Odo đi được 27.000 cây. Đấy, xanh đen. Xe còn đẹp. Rồi, lướt con này luôn em. Con kế tiếp cũng là màu xanh đen luôn nè. Con này đời 2016, biển số 61 luôn. Con này đặc biệt là cái mâm nó lên màu vàng nè. Dạ. Giá là 180 triệu cho anh em nè. Còn bô thì cũng quá khủng luôn. Con sâu anh. Bô nổ chứ. Sướng lắm ta. Bô Lê Vinh em nổ máy cái chiếc này cho anh em mình nghe coi. Đây.
Rồi, con này hết xăng rồi anh ơi. Xăng kém rồi. Rồi, hết xăng rồi, hết xăng. Rồi, rồi, quý anh chị thông cảm nha. Đợi video rất sau là mình... muốn nổ cho quý anh chị mình nghe thử cái tiếng bô như thế nào, nhưng mà hứa hẹn nó... hứa hẹn với anh em video sau mình sẽ test cái con này đổ xăng, test bô cho anh em. Rồi ok nha quý anh chị. Dạ. Rồi tiếp theo thì mẫu Kawasaki luôn, nhưng mà giờ mẫu Ninja. Ninja 4 anh. Đây, Ninja 4. Con Ninja 4 này là 129 triệu, đời 2019 nha, biển số 31 luôn. Con này đang đi được 25.808 cây. Đời 2019. Dạ. Chế này là màu đen nha quý anh chị. Dạ, màu đen. Đó, đen kiểu như là đen, đen bóng nè, sơn bóng nha. Có như là cái này là người ta dán là mũ ấy luôn nha. Cái này là carbon. Carbon thiệt luôn hả? Dạ. Đây, có mũ carbon thiệt luôn quý chị. Carbon hai bên nha. Đây là carbon nhúng ấy. Rồi tiếp theo thì đây cũng là Ninja đây. Dạ. Ninja này là Ninja 650. 650 này là đời 2019, giá là 143 triệu. Con này bị số 29 ngoài Bắc nha anh em. Ô đô được 8.585 cây. Đó, bô có độ vô trong rất là gọn quý anh chị nha. Dạ đúng rồi. Phân khối là 650. Đó, Ninja. Màu rất là đẹp luôn nha, còn rất là sáng luôn nè. Xanh đen. Rồi đây thì tới mẫu hãng Honda 500, CBG 500G. Con đỏ đầu tiên này là con này hồ sơ cầm tay đời 20, giá là 163 triệu nha anh em. Mỗi con giảm cho anh em 10 triệu. Còn 153 triệu thôi. Giảm 10 triệu luôn. Dạ, giảm cho anh em 10 triệu luôn. Ok, quý anh chị, con khúc lớn hôm nay giảm rất là mạnh luôn anh chị ơi. Xe cũng không còn nhiều đâu. Con này lúc trước còn nhiều, bây giờ còn 3 con thôi. Đúng rồi, lúc trước thì quý anh chị xem clip qua em thì cũng có thấy ha. Còn rất là nhiều. Giờ hôm nay thì còn có 3 cái ha. Dạ. Rồi. Kế tới là con đời 220 luôn, cũng là bằng giá 163 triệu, cũng là giảm 10 triệu luôn. Đấy. Dạ, còn 153 triệu cho anh em ha. Biển số 68 ha, Kiên Giang. Dòng xe đây rất là kỹ anh chị, có bao bọc cho anh chị mình tất cả luôn nè. Đó. Rồi. Rồi, con cuối cùng đây. Con cuối cùng này biển số 47, đời 219, giá là 157 triệu thôi, giảm 10 triệu còn có 147 triệu. CB 500. Dạ, 500. CBG 500G. Đây, còn đây thì em CB. CB 500F. Đó, 500F. Còn hai con cho anh em đây. Con này là biển số 59 Sài Gòn luôn nè. Giá là 142 triệu, đang giảm 5 triệu là 137 triệu thôi. Ô đô là con này đi được 11.598 cây nha anh em. Đời 2018. Rồi, bên đây luôn nè. Con này là lướt hơn tí. Cũng là đời 2018. Giá là 136 triệu, đang giảm cho anh em 6 triệu còn 130 triệu thôi nha. Ô đô con này đi có 5.000 cây thôi. Ok. Biển số 17A1 đấy, 00212. Đấy, xe còn rất là cứng nha. Đó thì ngoài ra thì cửa hàng cũng đáp ứng cho những anh chú mình lớn lớn tuổi đi nè, như là Rebel 3, Rebel 5 nè quý anh chị. Đó, đủ loại luôn, còn rất là nhiều nha. Quý anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Hoặc quý anh chị muốn xem chi tiết thì hãy bình luận mạnh cho em ở bên dưới. Những dòng mô tô nào thì em sẽ quay chi tiết và báo giá anh chị mình sau nha. Đó thì hôm nay em sẽ giới thiệu lại cho quý anh chị mình cửa hàng là còn rất là nhiều dòng MT03 nha quý anh chị. Mà mới có và cũ cũng có luôn, rất là nhiều. Quý anh chị có nhu cầu thì mình cứ nhanh liên hệ số điện thoại để được ưu đãi lớn nha quý anh chị. Bên cạnh đó thì cũng còn những dòng phân khúc lớn, phân khúc nhỏ chứ, nhầm. 150, khoảng Honda CBR 150 cũng còn rất là nhiều quý anh chị. Rất là nhiều. Đó, và như là G15V3. Đó, số lượng thì khỏi nói bàn cãi rồi anh chị ơi. Anh chị nào muốn mua G15V3 thì cứ đến cửa hàng đây. Đó, lựa chọn cho mình một con ưng ý nhất. Rất là nhiều luôn, cho quý anh chị mình tha hồ mình lựa chọn nha. Phân khúc 150 đây là gần 100 xe. Ừ, đó. Còn về hãng Suzuki thì có như là GSX. Đó, Suzuki GSX. R cũng có luôn. Bản còn... G có, bản S có, đầy đủ hết á. Đầy đủ luôn nha quý anh chị. G có, S có. Rồi, cảm ơn em Bảo ơi. Rồi, ok. Rồi thì video em chỉ làm tới đây thôi. Cảm ơn quý anh chị theo dõi video. Hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo.